Tôi từ gốc từ thiền qua, lúc mà tôi thích thiền đến độ tôi là phải xuất gia để đi nghiên cứu về thiền. Bên thiền tông đó, đầy đủ cái tài liệu để bàn về những cái cảnh giới của thiền tông khi họ thành thành công là nó ra sao. Ngược lại bên cái pháp môn Tịnh Độ, nhất là bên thi tiếng Anh, không có ít có cái tài liệu mà nói về diễn tả về những cái cảnh giới của niệm Phật ra sao. Tại vì trên lý thuyết thì cái pháp môn Tịnh Độ niệm Phật có thể cho phép chúng mình đạt được cái cảnh giới cùng cao không kém gì cảnh giới bên thiền tông. Thành tôi trở về lại cái gốc về cái tiếng Trung Hoa, tiếng Tàu để tìm hiểu là cái cảnh giới khi người ta niệm Phật mà ta đạt cái cảnh giới cao đó, thì những người thường căn người ta ra sao, kiếm được cái ra được một cái trích ra cái này là trích ra từ một người Bồ Tát về đây, sau đây là cái cảnh giới của người Bồ Tát khi ta niệm Phật. Ở số 44, cái tấm 44, niệm Phật đến độ đến đến được cái thượng phẩm làm sao. Lúc đó thì cái tâm á là nó không, nó toàn hoàn toàn vô niệm. Đây là cái cảnh giới mà ngày hôm qua cái sư cô mà tới đây viếng thăm chúng mình á, cô tới thắc mắc có thử là mình tu niệm Phật đến trình độ nào. Thì cô cũng giống như bên Việt Nam người ta không có được cái reference, ta cũng thấy được cảnh giới bên niệm Phật. Thành ra cô hỏi cái dùng cái thiền tông, cô biết là mình là dân niệm Phật, cô đem thiền tông cô hỏi thiền tông là cô hỏi hỏi là cái cảnh giới vô tâm là cái gì. Ở cái cảnh giới niệm Phật nó cũng như vậy, cũng là vô tâm luôn, biết rằng á là cái tâm á, cái tư tưởng á, nó từ cái suy nghĩ mà ra, cái trí suy nghĩ mà ra. Biết rằng á tất cả những cái tư tưởng á đều là hư vọng hết. Vì những cái mình tạo những cái hư, những cái giả với cái tư tưởng của mình thôi. Vậy mà mình đọa vào cái vòng luân hồi. Nói cách khác là mình bị đọa tại vì mình suy nghĩ. Ai không suy nghĩ bây giờ? Các anh sẽ không suy nghĩ. Giơ tay lên coi. Tôi không có giảng pháp, quý vị không có nói chuyện. Ngay cái nhạc và ông láng giềng bên nhà mình bỗng nhiên cũng ngừng lại, bắt đầu trước khi mà giảng pháp thì nghe nhạc hay lắm, giảng pháp bỗng nhiên nhạc nó ngừng lại, tương đối không có ồn lắm mà quý vị vẫn suy nghĩ. Nói tại vì thầy mới nói cái chuyện đang suy nghĩ. Nói cách khác là có phải cái vị suy nghĩ tại vì cái vị phải suy nghĩ không? Nói cách khác để cái vị tiếp tục niệm Phật trong tương lai quý vị sẽ đạt tới cảnh giới vô tâm. Hơn nữa mình với cái câu mà A Di Đà Phật này, cái A Di Đà Phật này nó không, mình lúc mình niệm cái chữ ái, cái câu A Di Đà Phật đó, nó không phải từ cái suy nghĩ mà nó sinh ra. Có người có vẻ không đồng ý, hỏi với nó từ khởi từ đâu, niệm Phật nó khởi từ đâu, người nói là nó bây giờ nó không có đó hết. Người nói là nó bây giờ nó không có đó là một cách cách rất là khéo léo, cách suy nghĩ rất là khéo léo. Đó chỉ là cách suy nghĩ thôi. Cái câu A Di Đà Phật không phải nó có, tại vì do cái tư tưởng của mình, nó không trụ ở trong, nó không trụ ở ngoài, nó vô tướng. A Di Đà Phật là vô tướng. Cái A Di Đà Phật cái dùng của nó diệt tận hết tất cả những cái vọng tưởng, không từ tư tưởng nó khởi lên. Từ đâu vậy? Nếu không từ tư tưởng từ đâu? Bởi vậy mình phải cần
cái nghe tới từ những người mà đã đạt tới cảnh giới mà niệm Phật này rồi, ta thành công cái pháp môn niệm Phật này rồi, để cho biết nó là sao. Không cách nào quý vị hiểu được cái cảnh giới này hết. Chỉ hiện bây giờ quý vị chỉ có thể nghe nói tới được như vậy thôi. Thành bây giờ mình chỉ trồng những cái nhân, trong tương lai mình thấy được cái cảnh giới này thôi. Còn nói quý vị không hiểu được. Chỉ biết rằng là cái niệm Phật á, khi mình nói chuyện, mình nói là nói cho hàng như tôi ở đây mình luyện pháp môn, mình luyện là mình quán cái âm thanh mình. Lúc mình niệm Phật mình quán âm thanh mình. Khi mà quý vị quán cái âm thanh đó, cái âm thanh nó từ ngoài ở trong. Ở trong là ngoài. Ngoài mà nó ở trong. Quý vị nghĩ sao? Khi mình niệm chú niệm Phật đó, cái âm thanh mình nghe, cái tiếng niệm của mình đó, nó từ trong hay từ ngoài? Nó ở trong mà cũng ở ngoài nữa. Có nghĩa là sao? Ông nói cái gì, cái nhìn nó luôn nó tới cũng không có rõ được, thì tôi nói không cách nào mà rõ được hết. Tại vì một khi cái gì niệm Phật mà tới rốt ráo thì sẽ thấy là cái âm thanh niệm Phật của mình nó không từ ở trong mà không từ ở ngoài. Khi cái gì niệm cái chú thần chú đó mà khi mà niệm rốt ráo rồi, cái âm thanh nó không còn ở trong, không còn ở ngoài nữa. Nói cách khác nghĩa là sao? Nói cách khác, quý vị ngừng phân biệt ở trong hoặc ở ngoài. Hiện bây giờ quý vị đang phân biệt ở trong hoặc ở ngoài, gần hay là xa, tiếng âm thanh to hoặc là nhỏ, hay là dở, mình đang còn phân biệt. Nói cách rộng hơn nữa, cái phần thứ tư là nó không có tướng, nó không vô tướng. Ngoài với trong vẫn còn cái tướng, to với nhỏ vẫn còn cái tướng, hoàn toàn không có tướng. Tâm mình nó không còn chạy nữa. Ai thắc mắc gì không? Xong rồi mình thấy rằng là tất cả những chư Phật á, Bồ Tát á, thanh tịnh, vi diệu, cái thật chân, cái thân chân thật của họ không phải một, không phải hai, không thể nó phân biệt được. Mà nói có hồi trưa có cái người kia nói với cổ là ông ta chỉ cần niệm quán Thế Âm Bồ Tát ba lần, danh hiệu ba lần một cái là thấy được quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra. Nói có muốn ông chỉ ông dạy phương pháp với nhau thấy không? Cái học trò tôi nói là không, không muốn học. Bác niệm quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra hả? Muốn bác dạy chúng tôi làm sao mà niệm quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra được không? À, chị chơi dễ sợ. Sao niệm mà hiện ra? Có ai thắc mắc hay là có phát biểu ý kiến gì không? Dạ. Con tên là đệ tử pháp danh là Diệu Quang, đệ tử của Phật Nam. Con có niệm Phật sám hối với người phương chư Phật như
trước con làm rất là ác độc, nên con chỉ niệm vậy thôi, rồi cho con xin được lên trên để ở trên trời đặng được tu học lên càng cao càng tốt, đặng thì Phật thì con không muốn xuống dưới trần gian, con chỉ niệm con vậy thôi. Tại vì đời người ta thì thế nào cũng phải chết, chỉ con có sợ cái chết. Mình sẽ nói về cái vấn đề đó sau. Cảm ơn quý vị đã cho san sẻ với cái đó với chúng tôi. Mình tiếp tục giảng kinh tiếp nha. Tới cảnh giới này ta thấy rằng hiểu rằng là chư Phật là cùng một thể hết, không còn phân biệt nữa. Khi mà mình niệm Phật tới cái trình độ như vậy rồi, cái phiền não với những cái trần lao cũng vô đoạn vô chuyển, và mình sẽ được đắc được cái nhất tâm. Đây là cái phương pháp quý cái Bồ Tát thượng phẩm niệm Phật để đắc được cái nhất tâm bất loạn. Thì những cái tình nghiệp mà được hoàn thành và khi mình được vãng sanh vào cái thượng phẩm. Bên cái trình độ chúng tôi tu là mong cầu được vãng sanh để giải quyết cái việc để thành thục cái việc tu hành. Tầm khi vãng sanh thì qua cái Tây Phương Cực Lạc được vào trình độ được thì một kiếp sẽ thành Phật. Còn ngược lại, nếu như mà cầu sinh trên trời, sinh trên cảnh giới mà tốt hơn cảnh giới đây con người này thì cái quả báo đó nó chỉ tạm thời thôi. Mình sẽ tiến bộ trên kia, xong rồi thụt lùi trong tương lai thì quả báo mình hết. Nó tốt hơn cho chúng mình thôi. Nếu mà được niệm Phật như vậy thì gọi là thanh tịnh niệm, minh triệt niệm, quang diệu niệm, thật tướng niệm, viên dung niệm, vô phân biệt niệm, lý trần niệm, bất tư nghị niệm, đề nhất nghĩa niệm. Tại sao có nhiều cái tên khác nhau như vậy? Nói cách khác, khi cái vị niệm Phật hoặc là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái cảnh giới rốt ráo của quý vị khi mà niệm cái công phu niệm thành thục ấy, sẽ được như vậy. Bác để ý trong này không có chỗ nào Phật là Quan Âm Bồ Tát hiện ra hết. Cái này họ nói đầu tiên họ nói là thanh tịnh niệm, nói cách khác mình thanh tịnh, không còn mong cầu cái gì nữa, chẳng hạn không cần mong cầu mình thấy Phật hoặc thấy Bồ Tát nữa. Minh triệt niệm, minh triệt niệm có nghĩa là cái ánh sáng đó, nó đi qua hết tất cả, không có gì cản được cái ánh sáng đó. Không có quỷ, không có thần nào có đủ sức để mà cản trở cái ánh sáng này của mình khi mình niệm Phật. Quang diệu niệm, cái ánh sáng mà quý vị phát quang ra đó, nó sáng đến độ nó chiếu rọi hết tất cả khắp nơi. Thật tướng niệm, trước mình nói là những phương pháp niệm Phật, đây cái nói là về cái thật tướng niệm, đây là cái thật tướng niệm. Cá nhân tôi là còn nông cạn lắm, tôi chỉ khuynh hướng tôi nhìn cái này là thật tướng niệm. Viên dung niệm, viên dung có nghĩa là cái thành công của mình đó, cái công phu niệm Phật của mình đó, nó viên mãn, nó hoàn thành, nó không thua gì bất cứ pháp môn nào khác. Đây là cái cảnh giới này đó, cái cảnh giới mà cái công phu tịnh độ đó, cái pháp môn tịnh độ đó mà tu tới cái trình độ này rồi ấy, thì không khác gì cái trình độ của bên thiền hoặc là bên mật tống hoặc bên bất cứ pháp môn nào khác. Nó viên dung vô ngại. Vô phân biệt niệm, cái tâm mình lúc này nó hoàn toàn không còn phân biệt nữa.
quý vị an nhiên tự tại một cách đặc biệt. Lý trần niệm, mình không bị vướng mấy cái trần, bụi trần bên ngoài. Nói cho vị nghe một cái câu chuyện về lý trần niệm này. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí huệ đệ tử Phật của Phật, là Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí huệ. Ngày đó Ngài Xá Lợi Phất theo văn thù sư Lợi Bồ Tát tới viếng thăm ngài Duy Ma Cật, thì mấy cái người tùy tùng của ngài Duy Ma Cật mới để tỏ cái lòng tôn kính với cái quý khách đó, và họ mới dâng hoa lên, trải hoa lên. Những thời buổi này đời này, người ta khi mà người ta có hôn nhân, người ta thảy hoa trên đầu mình đó, thành họ đang rải hoa, thảy hoa trên công cho những quý khách. Một cái số hoa đó nó rớt lên trên đó, ở trên cái thân của ngài Xá Lợi Phất. Chuyện gì xảy ra? Phải nhớ rằng cái cảnh giới của người đệ nhất A La Hán, đệ nhất trí huệ, có trí huệ rồi. Ngài là người có trí huệ, ngài biết rất rõ ràng, trí rất sáng suốt. Ngài nói: "À, như vậy là không xong rồi." Tại sao như vậy? Tại vì những người A La Hán, những như sư cô vậy đó, họ có cái giới họ là không được dùng cái đồ gì mà trang điểm cái thân của họ. Hoa mà để hoa còn trên thân mình đó, là mình đang trang điểm của người mình, là mình đang phạm giới. Ngài Xá Lợi Phất làm gì? Lập tức lấy tay phủi hoa để mà thảy mấy cái đồ trang sức này chứ. Chuyện rất lạ nó xảy ra. Phải nhớ rằng trong câu chuyện này cái người mà cúng hoa này chỉ là một cái nô tỳ của một người cư sĩ thôi, và tỏ cái lòng cung kính của người quý khách Bồ Tát với A La Hán, họ mới, người nô tỳ mới thảy hoa lên để cúng hoa như vậy. Ông Xá Lợi Phất mới lập địch sủ cái áo để vắt hoa ra, sủ áo hoa không rớt xuống, sủ hoa không được, nhớ sợ không? Lúc đó ngài Văn Thù Sư là Bồ Tát đệ nhất huệ của Bồ Tát mới dạy cho đệ nhất huệ A La Hán. Ông Xá Lợi Phất, ngài Văn Thù Sư là Bồ Tát mới giảng nghĩa cho ngài Xá Lợi Phất rằng: ngài có biết không, là cái thần thông của ngài đó chưa đủ sức để mà áp bức, để mà lấn áp cái thần thông của người người nô tỳ của cái ông Duy Ma Cật này. Thần thông của người A La Hán còn thua thần thông của người nô tỳ nữa. Ôi rồi, có phải cái ông Xá Lợi Phất mà cái người mà lúc trước tôi kể chuyện mà ông móc mắt ra định cho người đó, nó ở cái người đó là ông nói giờ tôi biết tại sao hoa, nhưng tại sao hoa gạt hoa không được, mặc dù A La Hán đệ nhất A La Hán vẫn chưa ly trần, mà người nô tỳ ly trần, nô tỳ nó ly trần rồi. Thành ra cái người nô tỳ một khi ta ly trần rồi, cái thần thông của bà nô tỳ đó còn cao hơn thần thông của người A La Hán, tại vì ta chưa ly trần được. Yes. Đây là một người nô tỳ mà người ta sắc hoa lên cung kính Phật Tổ Bồ Tát. Trong lúc đó không phải là thần thông của A La Hán mà không có tác dụng, nhưng mà có nghĩa là ý là con rất là cung kính thầy, mà thầy muốn vui cái hoa đi, là thầy không muốn trang điểm nhưng mà thầy muốn vui cái hoa đi. Nhưng mà đó cũng là một cái ý thức mà giống như là thầy không chấp nhận cái cung kính của con. Đúng, đúng. Thầy thử ra cái hoa nó không có thể dơ. Đúng. Vì cái này là có cái tâm đại của một cái
Đúng. Rất là cao. Đúng. Chứ không phải là Phật không. Đúng. Đúng. À, cái đó là đúng. Nhưng được cái đó là cái thần thông của bên Bồ Tát đó. Chắc phải thần thông đô thị, cái đó đúng. Nói cái khác, nói có thể đúng mà cũng có thể sai. Cha như nô tỳ là một Bồ Tát giả dạng nô tỳ, sao mình biết được? Thằng tới đi dạy nó, ông là A La Hán cho người ta thấy. Cái ông Duy Mang Cật ông ngặt lắm, ông ngẩn dễ sợ lắm. Ông dạy ông toàn dạy chuyện ngẩn không à. Thành ông cái đệ tử ông là toàn Bồ Tát không à, mới hóa thân làm nô tỳ để cúng cho A La Hán. Họ dữ lắm. Để dạy A La Hán một bài học. Tại sao dạy bài học gì? Học là quý vị đang còn chấp tướng, vẫn nhìn cái hoa này là trần. Còn cái hoa phải là trần, không phải là bụi trần. Cái hoa này là đồ cúng dường của Phật tử. Bài học nó hay vậy đó. Con hỏi thầy gì cho con, làm cho con cái điều này. Con có nghĩ của giảng về Di Văn Cận, nhưng mà thầy nghe để vào đĩa, vào máy của thầy thì có tiếng nói ra, nhưng mà khi thầy đưa con cầm về nhà, máy nào của con cũng ra tiếng. Thế là nó, có phải là con thì có cái nghĩ là chắc là mình chưa đủ duyên này để nghe cái đĩa này không, có phải không? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nói thôi, còn cái vị nghe là chuyện cái vị nghe, tôi nói là chuyện tôi nói. Tôi cũng chịu thôi. Không đưa hết máy, đưa sang mấy con chứ nhưng mà trả lại cho. Thiệt ra ông Di Ma Cật là Phật rồi à, thành ông dạy mấy đệ tử ông toàn là đại Bồ Tát không à. Mà người nào cũng hóa thân làm người thừa tại gia hết. Và nhớ là cái ông Duy Ma Cật là ông ngẩn lắm, ông thích chữ ngẩn. Thành ra cái bài học ông, bài học nào nó cũng ngẩn ngẩn hết đó. Thành người Bồ Tát hóa thân làm nô tỳ để mà cúng chứ. Bồ Tát cúng cho A La Hán. Ngược đời như vậy đó, để dạy bài học. Tại vì còn chấp tướng, cái hoa và trang sức, phần cái hoa là trang sức như thường. Cái đó là một cái chấp tướng rất nặng nề. Thành là Bồ Tát tới dạy cho bài học nó đừng nên chấp tướng vậy. Đừng tưởng chấp tướng là đúng nghe, chấp tướng là sai, thành không cách nào mà gỡ được cái hoa xuống hết. Nó dễ sợ không? Cho học nó hay khúc, hay nó ly kỳ không để tưởng được. Bất tư nghị niệm. Cái bất khả tư nghị có nghĩa là người ta niệm Phật đến cái trình độ mà nó không cách nào mà diễn tả được chư vị cái cảnh giới đó. Không cách nào mà quý vị thấy hiểu được cái cảnh giới đó. Thành ra bởi vì tôi nói là những cái phần mình nói trước này, phần mà tượng Phật và tượng phẩm niệm Phật này, nói chơi cho vui thôi, nói để mà nghe thôi chứ đừng có hòng hiểu. Nó bất khả tư nghị, không thể nào mô tả được quý vị cái cảnh giới niệm Phật đó, cũng không thể nào dùng cái phương tiện nào mà dùng giúp quý vị hiểu được cái cảnh giới đó, không cách nào hiểu được cả. Bởi vậy mới gọi là bất khả tư nghị. Biết khiêm tốn thì để nhất nghĩa niệm. Nghĩa là sao? Để nhất nghĩa có nghĩa là mình thấy được cái sự thật. Còn một cái nghĩa thôi, để nhất nghĩa thôi. Có cái nào không có nghĩa nào khác được hết. Này là cái sự thật hoàn toàn, không phải chỉ là một sự thật tạm bợ thôi. Tất cả sự thật là có sẵn trong này. Thắc mắc gì không? Ông này nói nếu cái cảnh giới bất khả tư nghị như vậy, mình niệm tới được cái, mình tu được gặp được cái niệm tu niệm Phật cho tới cái cảnh giới bất khả tư nghị như vậy, thì muốn cần đi vãng sanh tịnh độ không? Nó cần nhé, sao không cần được? Vẫn cần vãng sanh tịnh độ như thường, tại vì cái chỗ đó cái chỗ tốt nhất cho mình để mình thành Phật. Không có chỗ nào tu tốt bằng chỗ đó, chỗ tốt nhất. Thành ra nếu mà quý vị đủ phước thì tới chỗ tốt nhất
mình xa xa đúng không? Mình xa hết phước mình tới chỗ tốt nhất, tội gì mình tới chỗ tốt thứ nhì làm gì? Mình tới chỗ có đủ phước mình tới chỗ tốt nhất, tại vì tới chỗ tốt thứ nhì làm gì? Đúng không? Vì vậy mình vẫn muốn vãng sanh được. Ai thắc mắc gì được không? Duyên cái vị mà mới tới đây á, thì cái tháng vừa rồi chúng tôi bỏ ra cái tháng vừa rồi để mà nói về những cái ba cái khía cạnh khác nhau về cái pháp môn tịnh độ. Mình nhắc lại cho quý vị, nhất là cho những người mới tới đây, cái ba khía cạnh là gì? Tín, lòng tín, nguyện và cái hành. Mình có thể tin được cái pháp môn này, vì có thể tin rằng là đây là cái chỗ tốt nhất mà quý vị có thể ở được, có thể sống được. Các Như Lai á, từ cái trí huệ của họ, họ thấy được cái chỗ này chỗ tốt nhất cho mình, họ phải truyền pháp môn này lại cho mình. Cái chỗ này chỗ tốt nhất, còn hơn là lên trời nữa, còn hơn là tất cả thoát được cái luân hồi. Mình tin vào, tự tin rằng là quý vị có đủ phước để nghe được một cái pháp môn đại thừa tịnh độ này. Nhưng tôi chỉ nhắc lại quý vị thôi, là cái phước, quý vị có phước, có cái pháp môn có thể giúp quý vị đắc được cái vạn sanh. Nói tóm tắt lại, quý vị phải tin rằng quý vị có đủ phước để có thể đạt tới một cái chỗ mà tốt nhất cho quý vị trong cái vũ cầu này, trong cái vũ trụ này. Có ai đồng ý không? Nguyện. Thứ nhì, cái nguyện để làm cái gì? Nguyện để giúp mình đổ dồn tất cả những cái tư tưởng, những cái sức lực của mình. Và cái nguyện rất quan trọng, tại vì một khi mà quý vị tin rồi, quý vị phải quyết định rằng là quý vị muốn tới đó. Chỉ tin rằng là mình có thể tới đó, mình muốn tới đó chưa đủ, mình có thể tới đó được. Nhưng mà này, cái bước thứ nhì là mình phải muốn tới đó. Tại sao như vậy? Không ai dụ quý vị đâu, không có ai ép quý vị đâu. Anh quý sư cô thấy ngày hôm qua mình họp mình nói gì, mình hoàn toàn không ép là tại sao? Đây là một cái phương diện tu tinh độ của mình luôn, hoàn toàn không ép bất cứ ai làm cái gì. Thành ra cái mình mặc dù Phật Bồ Tát biết rằng là cái chỗ này chỗ tốt nhất cho mình, không có gì tốt hơn được nữa, mà Phật Bồ Tát cũng không nhất định không ép mình tới đó. Phật Bồ Tát không ép người ta, sao mình ép người ta? Cái nguyện này là một cái dây nhờ cho quý vị, nó kéo, nó nối quý vị từ đời này qua đời khác để quý vị để có thể trở lại pháp môn tịnh độ. Tại cái dây này nó giúp mình được gặp lại cái pháp môn tịnh độ, để trong kiếp sau mình trường hợp mình bị luân hồi, mình vẫn có cơ hội gặp được pháp môn tịnh độ, mình vẫn có cơ hội để vãng sanh như thường. Quý vị có biết không, cái pháp môn tịnh độ có cái pháp môn quý vị luyện thành công rồi, pháp môn tịnh độ quý vị mình đi luyện thành công rồi là túm đầu quả ngân, đẩy quả ngân đi vãng đi Tây Phương Cực Lạc, muốn không muốn cũng bị đi như thường. Có pháp môn như vậy, dễ sợ như vậy. Bởi vì Phật Bồ Tát không được, Phật Bồ Tát không làm những đó để mấy quý vị vậy. Bởi vậy mới có cái tự nguyện như vậy đó. Nó ta phải tự nguyện, Phật Bồ Tát mới giúp. Còn mình đó, mấy người mình thiếu, mình còn vô minh đó, mình tu cái pháp môn nó xong một cái đó, mình cứ nhắm mà vợ mình, cha mình, con mình, con mèo, con chó mình gửi nó đi hết, đúng không? Tại mình nghĩ mình thông minh, không có. Cái đó là họ đùa nói là cái đó là Bồ Tát ngu mới làm như vậy thôi. Bồ Tát thông minh làm những chuyện. Có thắc mắc. Dạ. Thầy, con có cái này không biết có phải con suy nghĩ về chấp tướng nhiều không? Con thấy tin vào hạnh, tin vào nguyện thì con rất là tin.
Nhưng mà khi mà con có cái nguyện đấy thì con lại bảo con nghĩ là con chỉ nguyện thường là con chỉ nguyện ngắn trong một ngày thôi. Giống như bây giờ thầy nói nguyện giống như con nhà xa, con muốn nghĩ là con nghĩ là ngày mai con sẽ phải về chùa. Con nguyện là con sẽ về nhưng mà con đi chỉ được con nửa đường cái bộ thưởng nó tới. Như vậy con có phải cần có cái nói cái nguyện của con có phải là lợi không? Con nói lại thế này thầy có thể hiểu. Ví dụ con nguyện là con lễ 1.000 lạy nhưng mà con mới lạy được 500 lạy thì cái bộ thưởng nó tới. Còn lại 500 lạy đó có phải giống như con vay của thầy 100 đô con mới trả được 50 đô còn lại. Con thiếu nợ 50 đô không? Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Sư cô mà tu pháp môn tịnh độ người ta nói cô rồi xong rồi cô giúp người ta bây giờ. Nguyện có nguyện thiệt nhưng đâu nguyện làm chưa xong sao bây giờ? Nha, người ta nghe nó phúc mình, trời cái pháp môn có vẻ ngon nha, tốt nha. À, mình mặc dù mình công giáo, mình đạo giáo, kệ ngày nay mình nguyện thử một lần nữa sao? À, ngày nay mình gia đình mình công giáo, trước giờ mình là đạo dòng. Nhiều khi ngày nghe ông này nói ngày hàng ngày vui vui, thôi mình nguyện đại đi, được không? Con vẫn chưa hiểu. Cái nguyện còn yếu á, nguyện lực còn yếu, còn tính toán. Không có nguyện lực, chưa đủ. Cái đó là khách pháp, nói cách khác không phải là thưởng phẩm nghiệp nguyện, cái này mới là hạ phẩm. Nó đuổi giống như những bài pháp các thầy giảng là mình nợ mà mình chưa trả hết. Thầy con cũng có ví dụ giống như là con vay thầy 100 mà con mới trả được. Mình nguyện là con nguyện lạy 1.000 lễ mà con chỉ mới lạy được có 500 lễ. Con ví giống như con vay thầy 100 đô mà con mới trả được thầy 50 đô là con còn nợ thầy 50 đô. Mà con nhiều khi con nghĩ đi nghĩ lại con thấy vô lý, nhưng mà con lại bảo con nghĩ vô lý. Thầy con hơi tranh chấp cho này nên con nhiều khi con chỉ đắm nguyện một ngày. Ngày nay, ngày mai con làm cái gì là con chỉ sáng ngày ra con chỉ nguyện trong ngày hôm nay con làm gì. Còn nếu cái vô thưởng tối nay tới thì coi như con không lỡ ạ. Cô nói sao thì trả lời sao hả cô? Nói cho nghe này. Mới giảng hồi này nó cái thường phẩm này mà sao bởi tôi nó hạ phẩm vậy, tôi chọc quê hạ phẩm vậy. Cái thường phẩm là cái suy nghĩ, không có suy nghĩ nữa. Bị kẹt, còn kẹt quá, còn hạ phẩm. Cái vẫn tốt chứ nữa, cố gắng hơn tí. Cuối cùng, nói cái gì? Nguyện cái gì? Ngày hôm nay tôi khuyên quý vị làm cái nguyện này. Tôi khuyên quý vị làm cái nguyện này. Nguyện là sau cuộc đời này thôi sẽ vãng sanh. Đó là người có phước mới dám làm, mới biết làm cái nguyện như vậy. Ai thắc mắc gì không? Thì chuyện người ta làm thôi, tại sao phải hỏi làm gì? Người ta làm thì chuyện người ta làm thôi. Tại sao người ta phê phán cái chuyện người ta làm cái gì? Chừng nào mình cần người ta mình hỏi thôi chứ không. chuyện người ta làm thôi. Mình cũng không có hiểu gì đâu, nhiều lắm mình thắc mắc đó. Sao mà đạo Phật không có dạy như vậy? Mà sao mà mình thấy ở ngoài cái đời nó có nhiều người ta làm cho người ta mê người tin tưởng á. Thì mê tin tưởng là tại cái duyên người ta như vậy. Duyên người ta mê tin tưởng là tại vì chẳng hạn như là họ đã có cái duyên với nhau rồi, thành ra họ tin tưởng nhau. Đúng hay sai không quan trọng. Là nếu mà trường hợp cái người đó mà đúng ra cũng như là xin cầu Phật bà Quan Âm Bồ Tát để chữa trị bệnh cho
người khác đó, là cái ý thiện của người ta. Nếu mà trường hợp người ta nói bà cứ cúng cho tôi 10 đồng hay là 20 đô la để mà trị bệnh đó, thì là cái người đó mới là bị bất chánh. Thưa vị nghĩ sao? Hoàn toàn không có gì hại hết. Nếu cái việc có cái duyên, có cái đủ cái sức mà giúp người ta, có duyên giúp người ta mà giúp được thì giúp đi, không có gì hại hết. Tôi thấy cái chuyện tốt là nên làm. Về cái chuyện mà giúp người đó, biết chữa bệnh cho người đó, tôi kể cho quý vị nghe cái chuyện này. Thì cái phía chúng nhóm chúng tôi á, tu á, thì không có chuyện, không có chữa bệnh người ta. Cái sư cô này là thầy thuốc mà tới để ở cái chùa này, tôi yêu cầu sư cô đừng có chữa bệnh, đừng có cho thuốc, đừng có chữa bệnh ai hết á. Cái duy nhất lần đầu tiên mà tôi miễn cho sư cô đó là tới thăm hòa thượng ở đằng chùa Bô Sa, tôi thấy hòa thượng bệnh quá thành tôi mới yêu cầu sư cô cho thuốc giúp ông, là cái trường hợp duy nhất thôi, chứ còn chúng tôi không có chữa bệnh. Có những cái người sư cô lúc mà tôi còn mới thọ thi khao giới ở chùa Việt Nam á, có sư cô đệ tử của ngài Hiền Thi. Sư cô mới kể bỏ nhỏ cho tôi, sư cô nói rằng này thầy có biết không, tôi chữa nhiều người lắm, ngay sư phụ tôi cũng ngay ngày Hiền Thi tôi cũng chữa cho ông. Sư cô mới nói là thầy có muốn học phương pháp tôi chữa bệnh không? Tôi nghe nó được được học pháp môn chữa bệnh mà, chữa bệnh trong cái nghề tụi mình đang làm tiền đúng không, chữa bệnh là mình xây chùa, xây nhà thờ để ở mình. Mà hồi đó mình tỳ kheo, mình không có ngại chuyện tỳ kheo yêu cầu tỳ kheo đi dạy, vẫn yêu cầu sư cô dạy như thường. Sư cô mới nói dễ lắm thầy ơi, tôi làm cái này cám đoan mấy thầy, tôi làm khi nào nó có hiệu nghiệm á, muốn học không, muốn biết không? Biết chứ, muốn học chứ. Hồi đó tôi còn trẻ, tôi nghĩ mình mà chữa bệnh được là chắc chắn sau này cái chùa mình nó lớn không thể tưởng được. Sư cô dạy dùm đi, sư cô dạy tôi cái pháp môn chữa bệnh. Giờ quý vị có muốn học cái pháp môn nữa không? Đó là pháp môn của tôi học rồi, bây giờ quý vị muốn tôi truyền lại hay là không? Sư cô muốn học là không cần bắt mà. Chồng quá ông này cho. Ông này thầy ông hỏi thầy mới đặt chuyện ra hay sao, nó không có đâu, tôi nói sự thật luôn là sao, anh là sự thật, đâu đâu tôi kể chuyện xạo thôi, chứ còn bây giờ tôi kể chuyện sự thật. Tôi vì cái chuyện đó nó thấm thía đối với tôi lắm, tại hồi lúc tôi bắt đầu tu đó, mới bắt đầu tỳ kheo giới, không biết mấy quý vị sao á, quý thầy quý sư cô sao ấy. Chứ tụi tôi khi mà thọ thì kheo giới rồi ấy, tự nhiên mình thức tỉnh mà thấy rồi ơ cái trọng trách mình nó lớn quá, mình phải làm gì chứ xứng đáng được thọ cái lon này chứ. Thành phần lớn những thầy các cô, không biết mấy thầy mấy cô sao ấy, tôi biết cái tâm tôi lúc đó tôi nổi cái mình muốn ao ước có cái gì đó mình có thể cơ hội để mình xây cái chùa cho lớn, mình có thật nhiều Phật tử để mình độ rất nhiều người. Nói cách khác cái đó là gì? Tham bất tiện, nhỏ nhen. Như vậy sao mà làm được chuyện? Phải nhớ rằng chúng tôi mà cào đầu đi, mà khoác cái áo này lên đó là để không phải là vì màng những cái chuyện thế sự mà lo chuyện thành công thế sự của thế gian, mà nên là để mà tú. Xong tôi khi tôi nghe pháp môn rồi tôi nói ồ, giờ mình có pháp môn này mình sẽ xây được cái chùa lớn rồi, xong rồi nên là mình làm, mình có cái hy vọng làm xong cái công tác mình rồi. Bà sư cô đó, vì cái chùa sư cô bên Ấn Độ lớn lắm, sư cô muốn nghe cái pháp môn này không, sư cô là Phước Từ muốn nghe pháp môn này không? Không nghe. Tôi giấu không được nữa, cách nào tôi giấu được cái gì hết đó, tôi phải nói cái gì biết hết. Tại sao phải nói ra? Tại mình nói ra để là trong tương lai mà ai mà có cái duyên mà nghe được cái ngược như cái bà kia mà nghe được cái băng mà tôi giảng ngày hôm nay á, biết cái pháp môn này xây cái chùa cho lớn. Chứ tôi không chịu pháp môn này xây chùa, chắc chắn tôi không chịu pháp môn này. Thôi nói nghe, pháp môn biết gì không?
chắp tay nói cầu Quan Bồ Tát giúp con giúp người này. Cười. Quý vị dựng dưng hả? Quý vị không tôi dựng dưng với tôi lúc đó tôi nghe tôi phục bạn. Tôi nói cái người ta rộng rượng, người ta có thành công, ta sẵn sàng để chia sẻ thành công của bà cho mình, người ta tốt. Sau sư cô mới nói tiếp, sư cô mới nói là ngày hôm sau tôi nói chuyện tiếp. Sau sư cô mới nhắc cho tôi, nói nhỏ, bà nhỏ tôi biết. Là cô Bình Hoài à? Bình Hoài. Cứ bệnh cứ cảm rồi cúng rồi đau này đau nọ muốn nghĩ tại sao nè. Tôi nghe một cái tôi vỡ lẽ, cái tôi nói thôi tôi không xài cái này đâu, tôi không ham chùa đâu, tôi không ham đệ tử, tôi không ham tiền đâu, tôi không ham tiếng đâu. Mình cái chuyện tôi nói là sao, cái ngụ ý tôi nói là cái chuyện chữa bệnh là chuyện can thiệp người ta ân oán giang hồ, đừng giải quyết với nhau. Mình chạy vào mình chữa người ta, mình đừng can thiệp với chuyện giang hồ người ta, là người ta quay người ta cắn mình một chút. Thằng cẩn thận với chuyện chữa bệnh, chuyện giúp người ta, cẩn thận chuyện đó. A Di Phật bạch thầy, điều thầy nói thầy cũng qua, nhưng mà chính là điều thầy nói là thầy qua. Là vì thầy có nghĩ như thế này, nếu mà thầy nói là thầy, nếu mà bảo bây giờ đi tu rồi khuyên Phật tử để xây một cái chùa là tham, nhưng mà con nghĩ lại ngược lại, là vì nếu như sư cô con không có những người giúp đỡ, không có cái chùa này, thầy không phải là tu cho thầy, mà thầy tu cho thầy và thầy tu cho tất cả chúng sanh, nên thầy mới ngồi đây giảng pháp truyền đạo cho tất cả chúng sanh. Nếu như không có sư cô con đâu có tham, có cái nơi để thầy ngồi truyền pháp mà thầy tu cho thầy, mà thầy tu cho tất cả chúng sanh. Do vậy cái chuyện mà làm chùa, nếu như mà xây thật đẹp rồi làm thật ấy thì mới là tha. Còn chỉ có một cái nơi để cho người tu và tu cho mình, chính mình mà lại tu cho tất cả chúng sanh như thầy bây giờ, thì điều đó con nghĩ không phải là tha. Tôi không đồng ý với bạn. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi cái chùa càng lớn nhà từ còn tốt hơn. Chùa nhỏ tôi không thích. Con nói là giống như thầy nói là thầy tu, nhưng mà thầy chỉ nghĩ là em xin thầy không qua. Nhưng mà bây giờ con thấy thầy qua là vì thầy chính tu cho thầy, mà thầy lại tu cho tất cả chúng sanh, nên thầy mới ngồi trên đó để truyền lại những cái gì thầy đã tu được, để thầy cho chúng con cũng là những người biết tu. Nên nhưng nếu không có cái ngôi chùa này thì thầy đâu có chỗ ngồi. Thầy có thể ngồi ngoài sân, nhưng mà nếu mà trời nắng thì ok, trời mưa thì bọn con đâu có ngồi được. Thầy mời đi qua cine. Thì muốn nghe thầy giảng đạo. Thì vào ra cine qua. Tôi kể chuyện toàn chuyện cine không bác vậy? Đó, họ có cine có với tivi không? Không có cái này. Tôi bác không biết, tại ít nghe, mỗi lần tới nghe tôi kể chuyện cine không á. TV cine không, ngày hôm qua mới dụ học trò tôi đi quay hội vận cầu thế giới đó, nó phải coi cái đó hay lắm. Nhưng mà nếu không có cine của thầy thì bọn con đâu biết được cái gì về. Tôi đang chọc bác thôi, cái đó là cái lời nói thôi. Cái khổ là như vậy này, cái đó là cái ngụy biện mà tất cả mọi người đều phạm vào cái đó hết. Cứ nói là tôi làm này để tôi làm về Phật pháp, tôi làm cho người khác, không phải tôi làm cho tôi. Thiệt ra sao? Chưa chắc à? Thế là chưa chắc à? Nói là ngon vậy thôi, nghe hay dễ sợ, nghe cao thượng dễ sợ. Tôi chưa chắc, tôi không tin cái chuyện đó. Tôi không tin. Nói thiệt vậy, mấy người nói thì tôi không tin. Mấy người nói tôi đòi cái chùa lớn ngay lập tức, đưa chùa lớn cho tôi qua thử có thích hơn không? Đương nhiên thích hơn rồi. Đưa chùa lớn muốn thích hơn mới là tin, chứ còn đưa chùa lớn không thích hơn. Tôi nói thẳng bây giờ, đưa chùa này tôi thích chùa lớn hơn. Khổ ghê, bây giờ nói pháp không ai tin mình nữa. Anh là Phật. Yes. Anh là Phật, tại những cái điều thầy giảng, thầy nói vừa rồi là có thể là có cho những các vị sư khác, nhưng riêng vì đối với những lời pháp của thầy thì con thấy con không lý, là
thầy sẽ luôn luôn nghĩ về chùa lớn và nghĩ về tiền tài. Đó là cái điều mà con sợ nói. I don't believe it. Là vì riêng mày... tâm của thầy là một cái tâm đạo của cho tất cả những người đã ngồi đây, nếu những người nào có đủ duyên này mới được nghe. Thiệt bác hên mà lại bác chưa nghe cái ngày hôm qua cái họp của tôi ở Mexico, tôi cứ xuống Mexico sao cô kiếm người ta cúng tiền nhiều hơn tôi. Ông nói cái chùa lớn chừng nào cần gọi nhiều nhiều đệ tử chừng đấy, mà đệ tử như loại như tôi á là tai hại lắm. Tôi nói ông đó đồng ý, ông không muốn, tôi không muốn đem đệ tử. Cái khổ lắm, nói thì dễ lắm, chứ khi mà cúng một cái sách một triệu một cái đâu mình nhảy tưng 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 mình xỉu luôn. Ông nói tôi ký được, tôi ký được. Mình trở lại cái vấn đề pháp Phật pháp một tí, mà nó đùa hoài cũng được. Thắc mắc thì cái chuyện tín với lời nguyện không? Thì mình niệm Phật. Niệm Phật là làm gì? Niệm Phật để mình vãng sanh đó. Mình được cái phẩm giá nó cao hơn. Gọi là mình sang đó. Những người mà sang đó. Tôi là mặc dầu là bần đạo nhưng đều như tính sang quen nè. Thành ra mặc dầu tôi là bên phía mình gọi là tu, là mình tu theo bần đạo nhưng đều cái thói sang là quen rồi. Thành ra mình muốn chùa thì lớn thật lớn, mà đẹp thì đẹp, chứ còn từ nhỏ không thích. Còn vãng sanh cái thường phẩm, vãng sanh là phẩm thấp lắm, không chịu. Mình niệm Phật để mình nhập tam muội. Khi mình niệm Phật nhập tam muội rồi thì mình chắc chắn được vãng sanh, tức mình tự lo cho mình được. Thì lúc đó mình mới bắt đầu có thể tiếp tục tu để có sức để giúp cho người khác. Ngoài thắc mắc gì không? Dạ con, bác chị này kể cho chị nghe là ông xã con với con ít khi nào mà cùng chung một quan điểm. Thành ra khi mà ông lấy xe cho con á, thì con quyết định con nói là tu nhất phúc ngộ nhất thời, và ông tu là đạo ông thành ma, còn bà tu là tu tà tà là thành Phật. Thì con cứ cười lên vậy đó, rồi xong cái tối con nằm ngủ. Tối hồi đó con còn đi học Pasadena City College, tặng con lấy cái Association Degree. Con mới nói vậy là con tối con ngủ mà ông chồng con thì ông ở riêng. Thành ra con mới gặp được giác ngộ là con có nghe tiếng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật của ông Phật Tám, ông trên tay con á, thì ông đưa trong lỗ tai con. Phật Tám là ông thầy Tám là một ông Tám rồi hả? Dạ, ông Tám nghe nổi tiếng lắm mà. Thì con mới nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của thầy. Rồi thầy đưa con lên trên tuốt ở trên mây rồi con thấy đám mây trắng vậy đó. Con thấy đám mây trắng rồi thấy mấy người mà lên trời thì người nào cũng vui vẻ hết á. Từ con đi nữa thì con thấy một bà đàn bà bận đồ màu không biết màu gì, nhưng mà bà cũng cười vui vẻ hai ba người đi. Rồi con cũng lên trên đó. Đi lên nữa thì con không thấy ai hết trơn á, thì con mới dòm xuống dưới đất á, thì con thấy chồng con kiếm con ông nói Ngọc Linh ơi, Ngọc Linh hỏi, chứ con tự thư gì, con đang vui vẻ con bỗng cho nên cái con mới khóc chứ con thấy con xuống dưới này thì vậy thôi à. Con thấy ông đi kiếm con rồi thế. Còn trật đường tí, hay còn cái tâm còn muốn sanh lên quả trời. Sanh quả trời không phải là rốt ráo. Trật. Cái tâm, cái vọng, cái nguyện vọng mình vẫn còn muốn sanh quả tốt đó, quả trời đó, quả tốt. Nhiều nó chỉ tạm thời thôi, tốt tạm thời thôi, xong rồi nó sẽ hết. Còn sanh, vãng sanh đó là nó vĩnh cửu. Thành ra cái đó là cái thiếu cái sự hiểu biết đó. Ông Tám dạy bác hơi trật một tí. Ông qua đời tôi xin lỗi, tôi nói sửa ông tí. Tại vì cái
cái gì làm cái gì phải có cái mục tiêu cho nó rõ ràng. Nếu mà muốn lên trời á, sẽ lên trời được. Cái cảnh giới bác bây giờ, lúc mà bác chết á, bác sẽ sanh trời được, có đó được, đã đạt được đó rồi, đạt được cái đình để mà tới được sanh được cái quả trời rồi, đạt được rồi, tôi cam đoan, tôi chứng minh được cái đó. Những điều á, cái đó vẫn là chỉ tạm bợ thôi, đó là đi lạc đường rồi. Dùng cái sức tu đó mà chỉ mà bỏ cuộc đời mình tu để được sinh cái quả trời không, tôi nghĩ không xứng đáng với sức tu của mình. Tôi khuyên bác suy nghĩ lại chuyện đó đi. Sinh quả trời nó còn xòn quá, quá xòn, không xứng đáng. Con đã là đệ tử của Trường Nghiêm, phát danh con là Nguyễn Quang, mà thực sự ra là con trước hồi ở bên Việt Nam con là ca sĩ Hồng Linh, đệ tử của Nổi tiếng hả? Thì tôi nói cho tôi xin lỗi, tôi nói cho hơi đụng chạm, tại tới mà gặp tôi là tôi họ mấy người đừng nghe, họ biết tính tôi thẳng, có gì tôi nói thẳng thằng trò, thẳng như ruột ngựa vậy. Thành ra nếu có Phật lòng tôi xin lỗi trước. Tôi nói là cái tư tưởng nó hơi lệch thì trật như trật đường, tiếc quá đó. đã gặp được đã có sức tu rồi, đã có cái tâm muốn tu rồi, nghe được cái pháp gọi là cái đại pháp, đây là đại thừa tịnh độ. Tôi nghe giờ tôi hy vọng ngày nào đó đổi hướng lại là muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng thèm lên trời. Xin dùng cái chữ thèm nhé, không thèm, tôi thì tôi không thèm, không đáng. Tại vì con đã đọc kinh Phật rồi, ở chùa tịnh độ thì là trên trời có ba cõi rồi, một cõi ba tầng trời, một cõi người rồi một cõi tiên rồi Phật với là sao chó, và muốn thành Phật phải cả Đức Phật Thích Ca phải trải qua có 1000 kiếp mới trở thành Phật, và ra muốn trở thành Phật cũng tùy với các giải. Bởi vậy nếu mới có thì giờ nó không dễ đâu, như đều mấy cái đó là trật hết rồi, không biết phải đọc kinh nào. Đọc cái kinh tầm 7, đừng có đọc là kinh nữa. Nó trật trật nhiều lắm, thành ra nếu mà có duyên á, nghe hết tất cả những kinh tình độ mà tôi giảng, hoặc là đem cái nhìn cái kinh tình độ mà ông Tiên Hóa giảng á, nó chính xác hơn tí. Còn mấy cái bác mà đọc đó là cái tình độ nó hơi trật, cái đó nó lệch quá, không đúng. Cái đó là đốn ngộ. Tu có đốn ngộ, nhưng mà muốn tới đốn ngộ có tiền ngộ. Đủ có chuyện đốn ngộ như khơi khơi. Trật nhiều lắm, không có thời giờ nói từ. Tại vì lâu quá rồi. Tôi chỉ xin phép là nhắc lại là cái tư tưởng nó trật nhiều lắm. Phải sửa lại, tại vì cái khuynh hướng nó trật như vậy á, cái quả, cái nhân nó trật như vậy, cái quả nó không được tốt. Đáng tiếc. Cái nhân á, trồng phải nhân chứ đúng nhân á, thì cái quả nó mới quý được. Đồng ý không? Tôi nhắc cho biết rằng cái nhân nó trật rồi, tư tưởng nó trật rồi, sửa đi, chưa trễ đâu, có sức mà đi trật đường rồi. Kiếm cái sách mà Ngài Chuyên Hóa giảng về cái Phật Thuyết A Di Đà Kinh đó, nghe cái đó cho trời, đọc nó lại. Đọc hiểu tiếng Anh không? Đọc tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt. Tiếng Anh nó chính xác hơn tiếng Việt. Tiếng Tàu còn hay hơn tiếng Anh. Ba trình độ khác nhau. Tiếng Việt á, thì thấp hơn tiếng. Tiếng Anh hay hơn tiếng Việt nhiều. Tiếng Tàu hay hơn tiếng Anh nhiều. Có ai thắc mắc gì về ba cái phần này không? Tí, Nguyện và Hành. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng, cái tuần cuối cùng, tuần thứ 7, 49 ngày của người mới qua đời cách đây 7 tuần. 7 tuần trước khi mà ông này ông qua đời, ông bị tông xe, ông bị cảnh sát bắn chết.
cách đây vài tuần họ cái này là đăng trên báo 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 Orange County đó, ông là người đại hàng, gia đình cha được con nuôi của gia đình người da trắng lái xe đi ngược đường hơn 100 mile Pacific Coast Highway, vùng vùng nhà vùng Laguna Hills, người giàu hút và 5-6 chiếc xe. Thì ông hút xe rồi bị ngất rồi xong rồi cảnh sát tới thức tỉnh ông lại, thì ông tỉnh một cái ông bật máy rồi ông chạy lái xe ông chạy đi, cảnh sát lấy súng bắn ông bị trúng đạn chết. Rồi bây giờ gia đình đang được kiếm luật sư để kiện, luật sư rất giỏi để kiện chính phủ ở quận Cam. Cái ông này là ông người bạn thân của ông con trai của ông này. Cái ông Ryan mới yêu cầu giúp. Tôi nhìn vào tôi lo vậy sợ. Lúc mà ông ấy chết á, ông vào cái cảnh giới là ông đang điên, tâm thần nó bị điên. Khi mà chết á, vào trung ẩm thân á, cái tâm thần ông á, người bị điên. Không hiểu được cái gì hết. Hoàn toàn không hiểu nha. Chết một cái, trước khi chết bị điên, sau khi chết á, trong trung ẩm thân á, thì bị điên luôn. Làm gì bây giờ? Em sao giúp được? Con xin lỗi thầy, con thấy cái phương pháp thiền cũng đúng không thầy? Tại vì có hai cô trên chùa Tịnh Nghiêm á, là khi Sùng Nghiêm hả? Bị điên. Tại vì khi việc thiền á, hai cổ lên á, thì gặp hai cái cảnh giới, mà thấy cảnh giới Phật thì không thấy ma quỷ nó không thể biến thành Phật nữa. Thành ra hai cô gặp ma quỷ dẫn đường đi là hai cô tại vì tại họ với đó cái họ luyện thiền mà không có thầy, thành ra bị tẩu hoa nhập ma. Giống như cái sư bà ngày hôm qua sư cô nói là bị tẩu hoa nhập ma, bị ma nó nhập mà không biết, thành ra ma nó nhập rồi từ mình gỡ được. Thành cái khổ khi mà ta luyện như vậy là phải cần có người thầy, ta biết, ta nhìn thấy, ta dẫn đường cho mình đó. Thành ra sư bà không có được cái. Ngày hôm qua sư cô kể là có cái sư bà kia, bà tu cả cuộc đời luôn, tới 100 là mấy thôi, 104 tuổi. Rồi tu cả ngày cả đêm luôn, tu rất nghiêm túc. Rồi bây giờ gặp cái cảnh giới ma đòi ăn thịt hay gì nữa. Cái đó là mấy cái cảnh giới ma đó mà không có thầy, thành người ta dạy cho bà cũng được. Thì giống như tu mà cái chuyện mà tu đó là lúc tu thiền mà tu trật đường bị tẩu hỏa nhập ma. Học trò tôi nó luyện tu thiền với tôi là 4-5 năm trời rồi đó. Hình như chưa ai tẩu hỏa nhập ma, trừ có hai người ngày hôm nay mới khám phá họ mới tẩu hỏa nhập ma thôi. Dạ, con có đọc kinh vương. Dạ xin lỗi thầy. Dạ xin thầy. Con có đọc sách Phật hồi trước á, thì con nghe là ma quỷ nó cũng có câu phương dữ lắm. Cái quỷ dương á, nó có câu phương ngang hàng Đức Phật vậy. Đúng. Cái thua vào cái xíu thôi. Tụi nó giữ, không chặt nó được. Khi mà ông yêu cầu tôi làm cái chuyện này thì tôi chắc là tôi nói thôi, chắc mình từ chối. Tại vì nó điên rồi, sao mình làm gì được nữa. Hết chuyện rồi. Quý vị nghe nhớ không? Cái người này người ta điên rồi. Cái trạng thái điên rồi. Mình đâu có thể, người ta không có lòng tin nè. Quý vị thấy không? Nó không tin, nó không phải như dân đạo Phật bên tình độ, nó điên, làm sao nó mình dụ nó nữa, nó đâu có chịu đâu, nó đâu có hiểu đâu, làm sao mà làm gì được cho nó. Mình lại khó quá, mình từ chối, chân thôi mình giúp cũng được, chắc phải kiếm chỗ khác người ta có sức để giúp, chứ còn mình đủ sức.
Thành tôi cái điều tiên tôi là cái là tôi cứ nghĩ là không đủ sức giúp, tại người ta không đủ điều kiện sao mình giúp được. Mình giúp có điều kiện, cái pháp nó có cái phạm vi của cái pháp, đâu phải pháp nó làm hết tất cả cũng được đâu. Cái pháp tịnh độ như vậy, muốn vãng sanh phải có ba cái yếu tố này, là phải có lòng tin, có muốn là lập cái nguyện, xong phải có một cái hành gì mới vãng sanh được chứ đâu phải dễ. Tôi nói tôi sợ thôi kệ, một lần cố gắng hết sức, thời gian rồi ra sao. Thành quyết là thiền ra, cái này nó hơi ngoài cái phạm vi của pháp vãng sanh một tí. Cái này cái hoàn cảnh nó khó khăn, nó tại cái người này nó điên rồi. Không phải cái pháp thông thường vãng sanh mà giúp được, vãng cái nó ngoài cái phạm vi pháp vãng sanh rồi. Thành việc mình làm phải biết đầu tiên muốn làm giúp đó, phải đổi vào cái phạm vi của vãng sanh. Tức là phải làm phải gỡ cái điên rồi đó. Sau thời gian thì nó hết đi. Sau một vài tuần thì ông này ông bình thường lại. Thì đó cái phạm vi mà cái pháp vãng sanh có thể giúp được, pháp 49 ngày có thể giúp được, được vãng sanh. Tôi đem lên để kể nhắc lại quý vị nghe, là nói quý vị để biết cái gì, để quý vị nhớ, nhắc lại quý vị rằng cái đại thừa bên tịnh độ nó có cái pháp 49 ngày đó, nó rất là hiệu nghiệm để giúp người ta vãng sanh. Trong 49 ngày đó là cái cơ hội rất là tốt để giúp người ta vãng sanh. Sau 49 ngày đó rồi nó khó lắm, hoàn toàn mất tự chủ. Sau 49 ngày rồi nó có nhiều cái yếu tố khác này, thành cách nào mình còn cái tự chủ nhiều cái cơ hội nó không tốt bằng lúc trong 49 ngày. Thì nhắc lại cái gì biết là cái pháp 49 ngày bên cái tịnh độ đại thừa đó, nó tuyệt vời. Hỏi câu hỏi là cái điên là sao? Điên là tại ma quỷ nó tới, nó phải nó nhập vào, thành ra nó khó, vấn đề nó khó là tại vì họ bị ma nhập, ma quỷ nhập, thành ra phải gỡ cái ma quỷ đó rồi nó mới áp dụng cái pháp tịnh độ được. Phước khoảng chừng nữa thôi. Bạn thắc mắc gì không? Dạ thưa thầy, con nghĩ là cái bệnh những người mà bị bệnh điên á, là có thể là họ trả những cái quả, ta nói là luân hồi đó, họ trả quả những cái kiếp trước họ dùng cái đầu óc của họ để họ hại những người khác đó, thành ra cái kết quả đó trở lại lần cho họ kiếp này họ bị điên là họ những cái tiền kiếp trước của họ đã làm những việc gì dự ác để hại người đó, thành ra họ mới phải trả cái quả đi. Giống như là trong kinh con đã đọc thì một cái hình như là một vị Phật kiếp chót mà bị một đám người tới tặng hình như là hai người thường dân lợi đập cho Đức Phật chết. Thành ra một người đệ tử nói với Đức Phật Thích Ca là tại sao cái Đức Phật gần thành Phật, kiếp chót gần thành Phật rồi mà bị hai người đó giết chết là sao? Vậy là đâu có công bằng, tại sao mà ngài đâu có làm gì đâu? Thì Đức Phật mới soi căn, thì Đức Phật nói tại vì cái ông đó thì ông Đức Phật kiếp chót đó là tiền kiếp ổng ác lắm, ổng nghe lời người vợ nói ổng có ba với mẹ ổng, rồi ông bà vợ mới cằn nhằn tại sao mà gia đình đã không có khá giả, không có tiền ăn mà ông lại còn nuôi hai bà già đấy, đem hai bà già đấy vô lừng cho cọp ăn chết cho rồi đi. Thành ra Đức Phật đó hồi kiếp đó đã làm ác là đem dẫn hai cha mẹ của ông đem vô rừng giết chết. Thành ra luân hồi là kiếp chó ông bị hai bà già phải trả mới đi được, trả xong cái nợ nó mới đi được. Dạ đúng.
nói cái gì bị hết, sắp hết thì giờ rồi, nói cái gì cho rõ ràng. Cái pháp vãng sanh nó như vậy nè, cái trung tâm của nó là có 49 ngày. Trong 49 ngày đó là cái thuận tiện nhất cho mình để giúp để được vãng sanh. Nghe rõ ràng chưa? Đều trong cái đó nó có cái trước và cái sau nữa. Nói cách khác là cái pháp vãng sanh là mình phải đợi, cái mà tốt nhất là mình đợi lúc người ta chết mình mới can thiệp được, đúng không? Chứ mình trù ẻo người ta đợi người ta chết mình mới can thiệp. Thành ra cái pháp vãng sanh nó đâu có hẹp như vậy. Nói cách khác là khi cái ông trường hợp ông này đó, khi mà ông tới lúc ông chết đó, ông bị cái cản trở chướng ngại nhiều quá đi, thành không được gặp cái pháp 49 ngày. Các vị thấy rõ ràng không? Là ông cái nghiệp ông chướng nghiệp nặng quá đi, thành ra lúc mà ông chết đó, không được cái duyên với cái pháp 49 ngày. Nếu áp dụng pháp 49 ngày thông thường thì không cách nào mà có hiệu quả với ông ấy. Thấy rõ ràng không? Là cái nghiệp chướng nó nặng, nó đồ, không cách nào mà hưởng được cái pháp 49 ngày. Mặc dù người ta cầu cũng không được hưởng được. Thành ra bình đó, tốt hơn nữa như trường hợp cái bà chồng của bà Robert, bà trẻ không? Thành mặc dù người chồng người đệ tử tôi á, họ không tin, ông không tin về cái chuyện vãng sanh, không tin về cái chuyện tôn giáo lắm. Thành mặc dù ông không tin, điều trước khi mà ông chết qua đời á, là đã sư soạn cho ông để lúc ông qua đời để hưởng được cái pháp đó. Thành cái pháp vãng sanh nó pháp nó rất rất tuyệt vời, nó có những cái uẩn khúc mà hơn cái vị tưởng đâu. Không có dễ dàng nói tôi niệm Phật tôi vãng sanh được đâu nghe, không có chuyện đó đâu. Cái niệm Phật đi có thử bản sanh được không? Khó lắm. Giống như họ tưởng đó, tôi niệm Phật thì bản sanh được. Lo gì? Đâu có lo gì không? Mẹ tôi bản sanh, mẹ ông bản sanh, bà vợ. Bởi vì cái pháp bản sanh của mình đó, nó khác cái pháp bản sanh thông thường người ta. Phản thương thông thường người ta phải đợi chết rồi người ta mới giúp được. Tại vì như cái chuyện, cái trường hợp ông này đó, là nếu như thông thường mà tới dùng áp dụng cái pháp vãng sanh như người này là gỡ xong. Thành cái pháp vãng sanh thông thường ta làm nó bị eo hẹp. Cậu nghe có rõ không? Mình khác rất nhiều, nhưng phải chuyện nhỏ đâu. Đây là một lý do rất quan trọng mà tôi dạy, tôi hoàn cái pháp trình độ thay vì pháp thiền tông. Tại vì cái pháp môn trình độ nó còn chưa đủ, nó còn sơ khuyết nhiều quá. Nói cái quý vị để thiên vị trong tương lai, quý vị nghe, quý vị hiểu, trong tương lai người ta nghe, người ta hiểu là cái pháp tinh độ nó có nhiều yếu tố khác nhau, chứ không phải nó dễ đâu, không phải nó dễ dàng như vậy đâu. Chuyện chung quy như vậy thôi nè. Thứ nhất á, tôi quý vị cố gắng hết sức và vãng sanh kiếp này. Chuyện quan trọng nhất á, tôi nghĩ đó là chuyện đó thôi. Cố gắng vãng sanh kiếp này, đừng có tham gì hết, không có gì quan trọng bằng cái đó. Tôi cam đoan quý vị rằng, tôi khuyên quý vị rằng cái kiếp này của chúng mình không có gì quan trọng hơn. Cố gắng hết sức để mà vãng sanh cái kiếp này. Làm cái gì thì làm cái nguyện đó, phải làm phải tự chủ cái chuyện đó. Đó là chuyện quý vị phải làm được. Một khi quý vị đã đủ sức mà lo cho mình rồi, một khi cái vị đủ sức lo cho mình rồi thì maybe thì có thể còn có đủ khả năng để giúp những người mà thân yêu của mình vãng sanh luôn. Thành ra những cái người thân yêu của mình người ta không biết cái pháp vãng sanh này, thành ra nhiều khi họ cần mình giúp như vậy. Thành ra mấy bác mà lớn tuổi đó phải để ý, phải hiểu là cái quan trọng, đừng có màng mấy chuyện mà thế sự nữa, lo mà vãng sanh đi. Còn cái chuyện mà nó giúp đời giúp người nó không quan trọng, thiệt không quan trọng. Đây có cái cô mới bước vào đây, thành tôi vừa cơ hội này tôi nói nhắc lại chuyện này. Chuyện thứ nhất là mình phải vãng sanh, phải nhớ là mình mục tiêu mình là mình ao ước nguyện vọng mình là muốn được vãng sanh kiếp này, đó là chuyện quan trọng nhất. Cái thứ nhì, mình bỏ dùng cái duyên bỏ sức ra để mình giúp những người thân yêu của mình được vào sanh kiếp này. Quý vị phải tin cái chuyện đó, quý vị mới giúp họ được.
Đây là cái duyên của quý vị. Còn ai có ý kiến là có muốn nói gì không? Không có gì thì mình có thể ngừng ở đấy.